7 công dụng chữa bệnh ít người biết của cây cối xay. Từ lâu, người xưa đã biết đến công dụng chữa bệnh của cây cối xay trong việc điều trị cảm mạo, phong nhiệt, sốt, đau đầu, tiểu tiện vàng đỏ, vân vân. Theo đông y, cây cối xay có vị hơi ngọt, tính bình, tác dụng tống phong, thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, long đờm, lợi tiểu nên thường được dùng điều trị cảm mạo, phong nhiệt, sốt, đau đầu, tiểu tiện vàng đỏ, đái rắc buốt, phù thủng, lỡ ngứa, dị ứng. Cây cối xay còn có tên khác là đàn xay, kim hoa thảo, ma mãnh thảo, nhĩ hương thảo, quỳnh ma, co to ép, thái, phao tôn, tài. Cây mọc hoang và được trồng ở khắp nơi trong cả nước, thường gặp ở các bờ rào, bãi hoang, chân đồi, nương rẫy. Dược liệu được thu hái về đem rửa sạch đất, cắt khúc ngắn, dùng tươi hoặc phơi sấy khô để dùng dần. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu công dụng chữa bệnh của cây cối xay. Bài thuốc từ cây cối xay trị cảm sốt, nhức đầu do phong nhiệt. Cây cối xay 12-16g, lá tre 8g, bạc hà 6g, kinh giới 8g, kim ngân hoa 12g. Nấu với 750ml nước, sắc còn 250ml, chia 2 lần, uống trước bữa ăn. Hoặc lá cối xay 20g, chỉ thiên 20g, bạc hà 10g, cam thảo 5g, gừng tươi 3 lá. Sắc nước uống trong 3 ngày, dùng 3 đến 5 ngày. Chữa tiểu tiện bí, tiểu rắc, tiểu buốt do thấp nhiệt. Cây cối xay 30g, bông mã đề 20g, rễ tranh 20g, rau ngô 12g, cỏ măng trầu 8g, rau má 12g. Nấu với 650ml nước, sắc còn 250ml, chia 2 lần, uống trước bữa ăn, dùng 10 ngày. Hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp. Lá cối xay khô 5g, rễ cây sáu hổ 5g, rau muống biển 3g, rễ cỏ xước 3g, lá lạc tiên 3g, lá lót 3g. Tất cả thái nhỏ, phơi khô, hãm nước uống thay trà trong ngày, dùng liên tục 1 tháng. Hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. Rễ cối xay 200g, sắc đặc, uống 1 chén thuốc bèn chén trà, còn lại thừa lúc nóng, xong hậu môn. Khi nước còn ấm thì dùng rửa, ngày xong rửa 5-6 lần. Mài đay do dị ứng. Toàn cây cối xay 30g, thịt lợn nạc 100g, hầm chín, ăn thịt lợn và uống nước thuốc, dùng 7-10 ngày. Điều trị phù thủng. Rễ thóc lép 12g, lá cối xay 8g. Cách dùng: thêm 300ml nước, đun sôi, giữ sôi 30 phút, chia làm 3 lần uống trong ngày. Điều trị vàng da do bệnh gan. Lá, thân cây cối xay 30g, nhân trần 30g, sắc nước uống trong ngày thay cho nước trà, dùng liên tục 1 tháng là có hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng 1 năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện Ung Bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa, tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công thì tôi chỉ sống được vài năm. Khi tôi và gia đình biết tin thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết. Kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT,
MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn. Cũng như tôi, khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được. Mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi ăn xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình. Nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây oan xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống. Sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây oan xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sụm sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. Ban ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sang ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn, mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên 1 chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ, tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện ung bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái oan xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng 1 tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà ăn xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây ăn xoa là giải độc gan, viêm, sưng tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan, nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da. Nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị uống khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây oan xoa. Trái của cây oan xoa nhờ ơn cứu mạng của cây oan xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây oan xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh chị em gần xa. Tại Bình Phước,
Loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng. Cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng. Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi, có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về sắc thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cỏ gà, một tên khác, tên thường dùng, cỏ gà, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ Bermuda ở Mỹ, cỏ dương. Họ khoa học thuộc họ lúa, Poaceae. 2. Cây cỏ gà. Mô tả: cỏ gà là cây thuốc nam quý, cỏ sống dai nhờ thân rễ ngắn, thân rễ bò dài ở gốc, thẳng đứng ở ngọn, cứng, có từ 8 đến 40 cọng, có khi cao tới 90cm. Cỏ gà bò chằng chịt vào nhau thành thảm cỏ dài đặc, lá phẳng hình dài hẹp, nhọn đầu, màu vàng lục, mềm, nhẵn, hạt có lông, mép hơi rát. Lá có thể thay đổi màu sắc từ xanh đậm sang xanh nhạt, trắng khi thời tiết biến đổi. Cụm hoa thường dài từ 3 đến 6cm, gồm từ 3 đến 7 bông con, hiếm gặp hơn là 2 bông, dài khoảng 2 đến 3mm, sắp thành hình ngón, đơn, mảnh. Các ngón hoa thường tạo thành một vòng, nhưng cá biệt có thể thành hai vòng với 10 cụm hoa. Quả thóc hình thoi, thường dẹt, không có rãnh. Bộ phận dùng: thân, rễ, hạt toàn cây. Nơi sống và thu hái: cây phổ biến khắp thế giới. Ở nước ta, cây mọc hoang khắp nơi, thường gặp nơi ẩm thấp, trong các vườn hay các triền đê. Thu hái và chế biến: đào cây, cắt lấy thân rễ, rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô. Thành phần hóa học: thân rễ cỏ gà chứa một chất kết tinh sinodin, có thể là asparagin, còn có tinh bột, đường, các muối kali. Trong lá có vitamin C, 64mg trên 100g lá tươi. Tác dụng dược lý: cỏ gà, cỏ chỉ có tác dụng chữa đau ngực, làm bớt đau, chất làm xe thất, cầm máu, nhuận trường. Vị thuốc cỏ gà. Tính vị, tác dụng: cỏ gà có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, giải độc, lọc máu, giải nhiệt, giải khát, tiêu đờm. Công dụng, chỉ định và phối hợp: các bệnh nhiễm trùng và sốt rét, các trường hợp rối loạn tiết niệu, viêm thận và bàng quang, vàng da, sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật, thấp khớp, thống phong, phụ nữ kinh nguyệt không đều, trẻ em sốt cao, tiểu ít hay bí đái, viêm mô tế bào, rắn cắn. Liều dùng: dùng toàn cây hay thân rễ sắc uống, lấy 20g cho vào 1 lít nước sắc kỹ, ngày uống 2 chén, liên tục trong 3 đến 4 ngày. Nếu hạm uống, dùng 20g rễ hãm 1 phút trong 1 lít nước đun sôi, loại bỏ nước này, bóc vỏ thân rễ đi rồi lại cho vào 1 lít nước khác, đun sôi trong 10 phút. Có thể thêm một nắm cam thảo, một nắm bạc hà, một quả chanh. Mỗi ngày uống 2 chén,
có thể dùng dịch tươi. Để bị rắn cắn, dùng thân rễ nhai nuốt nước, lấy bã đắp vào chỗ bị cắn. 4. Ứng dụng lâm sàng của cỏ gà. Thuốc lợi tiểu: cỏ chỉ 20g, sắc trong 1000ml, chia nước này uống nhiều lần trong ngày. Có thể nấu thành dạng cao lỏng, pha trong nước với tỷ lệ 20%, tức 20g trong 1000ml nước. Hỗ trợ chữa bệnh trĩ: hàng ngày lấy cỏ chỉ rửa sạch, ép lấy nước cốt uống, ngày 2 lần, mỗi lần 12ml. Chữa tiểu đường, đái tháo đường: dùng cỏ gà 50g, đường phèn, sắc nước uống thay trà trong ngày. Chữa sỏi tiết niệu: dùng cỏ gà 30-50g, sắc nước uống thay trà trong ngày. Có thể phối hợp thêm với thòng bông, hay còn gọi là bồng bông, kim tiền thảo, sa tiền thảo, hay còn gọi là mã đề, mỗi vị 10g cùng sắc uống. Chữa cảm nóng, dễ chảy, nôn mửa: dùng cỏ gà 50-60g, đường phèn, sắc nước uống thay trà trong ngày. 5. Tham khảo: một số nghiên cứu về cây cỏ gà: chống bệnh tiểu đường, hạ mỡ trong máu. Nghiên cứu trích xuất trên cây cỏ chỉ trên đình đã khử chất béo trên chuột bị bệnh tiểu đường gây ra bởi streptozotocin, cho thấy một tiềm năng mạnh chống bệnh tiểu đường và một chiều hướng tốt cho giảm chất béo trong máu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác dụng chữa bệnh tuyệt diệu của lá mơ lông. Lá mơ lông không chỉ là gia vị mà còn là bài thuốc chữa bệnh từ dân gian rất hiệu nghiệm. Lá mơ lông có màu khá đẹp, một mặt là màu tía, một mặt màu xanh, có nhiều lông nhỏ trên các gang lá. Đây không chỉ là một loại rau ăn kèm mà còn là vị thuốc hay có sẵn trong vườn nhà và có công dụng tốt với nhiều loại bệnh khác nhau. Lá mơ lông 150g, bách bộ, cỏ mần trầu, rễ chanh, cỏ nhỏ nồi, rau má, mỗi vị 250g, cam thảo dây 150g, tràng bì 100g, gừng 50g, đường kính vừa đủ. Cho vào 6 lít nước, trộn lẫn rồi đun sôi còn 1 ít, chia ra ngày uống 2-3 lần. Chữa chứng phong thấp: nên dùng rễ hạt dây mơ lông 30-50g, sắc uống với một chút rượu. Để chữa nhọt sau lưng: dùng 50g dây mơ lông tươi, sắc uống, bên ngoài lấy lá giã nát đắp. Chống co giật: nghiền nát khoảng 15-60g lá tươi, thêm một bát nước ấm và một tí nước, khuấy đều và vắt lọc để lấy nước và uống trước bữa tối. Viêm tai ở trẻ nhỏ: khi tắm cho trẻ nhỏ, có thể vô tình bị nước rơi vào tai, gây viêm và mưng mủ. Người ta gọi là viêm tai giữa, chảy mủ. Khi bị viêm tai giữa, trẻ thường sốt cao, quấy khóc. Trong trường hợp này, lấy lá mơ lông hơ trên lửa cho nóng, sau đó vò lá và nhét vào tai trẻ. Để qua đêm đến sáng hôm sau, lá mơ sẽ giúp hút hết mủ ra. Khi trẻ nhỏ hết đau, trẻ sẽ ngủ ngon. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.